tại đang là 10 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Trên màn hình quý vị đây, hiện tại chúng tôi đang trong quá trình full lót một bộ nghe đỉnh cột 12 bằng gỗ hương đá đây. Chúng tôi đang những con full lót đây. Bộ này là chúng tôi hoàn thiện cho yêu cầu của bá nhị tại trấn Yên Lập. Rất là đẹp. Hiện tại là mới đang trong những cái nước lót thôi. Phun sơn lót thôi, cũng chưa phải là phun sơn hoàn thiện hẳn. Mà đã thấy là rất là long lanh và đẹp rồi. Đây là chiếc băng dài. Tôi lướt qua một vài chi tiết cho quý vị xem. Từ những cái phần quay này lên. Đây là phía trường. Cái gỗ là gỗ chất liệu gỗ hương đá. Được chọn lọc rất là kỹ càng. Đây là một chú nghê ở giữa đỉnh ghế này. Bỏ biển lên. Còn toàn là hai chiếc ghế nhỏ thì ở phía bên ngoài đây. Hai chiếc ghế nhỏ ở phía bên ngoài. Đây phía ngoài này có hai chiếc ghế nhỏ đang trong quá trình đánh cái cát. Trong quá trình nhìn như cái cải này không phải. Đây là hai chiếc cái con ở của bộ này đây. Thì hai chiếc này thì chúng tôi là đang đánh cái giáp vợ. Quý vị có thể thấy những cái bụi tắm cưa trắng bắt ở trên nền gỗ đây. Đây là chiếc ghế con thứ nhất. Tôi thì cũng là đang hoàn thiện rất nhiều những sản phẩm khác cho bá nhị tại Yên Lập đây. Bá có đặt chúng tôi là một lô sản phẩm bàn ghế rồi thì giường cuốn thư cửa võng sập ngồi. Đây là chiếc ghế con thứ hai. Thì những chiếc ghế này thì đang trong quá trình là đánh giấy giáp. Đánh giấy giáp nhưng là những cám cưa đây quý vị nhìn nó bị trắng ra như vậy. Còn đây là vân gỗ của nó đây. Đây vân gỗ hương đá đây, rất là đẹp nhá, bộ này rất là đẹp luôn. Bộ này là mẫu mới nhất của chúng tôi. Đây là toàn cảnh cơ sở của chúng tôi đây. Còn đây là một bộ cửa võng. Thì ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng sản xuất đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987510806, website đồ gỗ tùng8.com. Rất cảm ơn mọi người đã xem video clip.